sắp bắt đầu rồi, 49 giây rồi. Ok, rồi. Sorry anh em, không để ý. Anh em bình tĩnh, chưa 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết. Ra xem đánh cái gì đây. Dùng RAM mà rồi bên kia. Lấy gì đép đây, tiếp tục là một con cục xúc đây, lấy gì đép đây, gangster ơi, rồi. Con, rồi đúng rồi, dùng RAM đánh lạc hướng mà kia rất tốt, rất là thông minh cái gì gangster. Chỉ có thế thôi. Cũng là quá đủ rồi, một chém đến từ con Ghost. Như vậy là không đủ. Hop bên này rất là thông minh khi mà không cần đánh lạc hướng công bên kia. Sẽ có 2 hit đến từ con Mega thôi. 2 hit là quá đủ rồi. 3 hit luôn chứ không phải là 2 hit nữa. Rất là tốt đến từ Gangster. Anh Tali ơi, anh đang bị gì đây? Có lẽ là khi anh có nhiều tiền quá rồi, vì vậy anh sẽ bị nó thôi. Ui, đừng vào, rồi. Đi từ từ thôi. Đầu tìm comment, anh em nhớ subscribe, à cái nhớ like clip nhá, like clip anh em. Xem không like buồn lắm. Nhớ like clip à. Để một ngày nào đó sẽ nó sẽ được lên ăn đề xuất. Mình nghĩ là như vậy. Với cái click của Tali, vâng. Tiếp tục là một. Rồi. Mộ đâu, con gót vào trụ rồi, thôi xong rồi. Con gót vào trụ rồi, ba chém đi từ con gót. Rồi xong. Một pha sơ sẩy thôi. Tali thua, thực ra là hai người này chỉ là ngang cơ nhau thôi. Ở trong cái ngày ngang cơ nhau thôi, họ kinh nghiệm xử lý rất là tốt. Con hóc bên này rồi, con hóc bên này thì vào trụ đi. Không còn một con gì đép RAM, dùng RAM để chặn à. Dùng RAM đánh lạc hướng bởi con rồi. Hiện tại thì chúng ta nên có một người để xoán ngôi Lali. Tiếp tục là con hóc, đúng rồi, công hóc rồi. Họ khi mà tất tay bên kia thì công hóc là một điều chắc chắn. Ui, hóc vào trụ không, vào trụ không. Một hit từ con hóc. Một hit, chỉ có một hit thôi. Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Con Becca bên này. Ôi con Becca. Thôi xong rồi con Becca. Rất nguy hiểm. Gang tơi. Rất nguy hiểm con Becca. Con Becca quay ra ngoài đi. Tornado đâu rồi. Rất là kịp. Phải nói là đã đi chậm rồi lại gặp cái kiểu là gặp vũng bùn nữa thì không thể đi được. Đã đi chậm lại còn dính nữa phải bùn nữa thì sao mà đi được trời ơi. Không có ai có chuyện. Vâng, bây giờ là Rocket rồi. Liệu rằng là Rocket như thế này cũng là quá đủ rồi. Những nhân tố bị... Ôi! Vâng, con Skeleton nó rất là thông minh khi mà nó đi sang bên kia. Vâng, bố con Skeleton nằm xuống rồi. Một cái Tornado nữa thôi, một cái Rocket, một cái Rocket nữa thôi. Rồi xong, chia tay giải thưởng rồi. Chia tay giải thưởng rồi. Ai cũng nghiêm túc hết, không có ai là không nghiêm túc ở trong đây hết. Chia tay giải thưởng rồi. Ra về trong đau khổ rồi. Việt Anh. Hôm sau đi họp là phải bắt tay Việt Anh cái nhỉ? Bắt tay Việt Anh xong rồi... Xong rồi lấy anh cái. Chụp ảnh lưu niệm. Thực ra ấy, Tali cũng có một điều thông minh, đó là Tali mang những cái deck mà chưa chơi bao giờ để vào đây. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.